má Tết rồi bây giờ ra bó mạ. Ở này người ta nhổ ở chỗ nào mà nó dày á, đem ra ta cấy lại ở chỗ thưa. Ở bên đây là khúc chỗ này là nó trống lỏng rồi. Mình thử là ta đem ta cấy lại chỗ này. Chỗ này thì nhìn thấy nước rồi cái mạ. Đi cấy là người ta cấy mấy cái mạ, mấy chỗ nào tươi tươi người ta cấy cho nó đẹp. Này người ta đang cấy ra cấy ra như đang nhậu đang tỉa. Đi cấy thuận tiện cho người ta lấy ra. Chỗ này là trống trơn rồi, không có mạ, người ta đem mạ tới đây mà cấy. Cái này cỏ chắc người ta nhổ cỏ ra nó trống. Thôi coi chỗ nào nó dày á, người ta nhổ nó ra, đặng người ta cấy chỗ khác. Cây lúa đầu năm ở nhà bà con. Bữa nay là mùng 3 nè, là bà con ra đồng rồi.